Đáng sợ quá. Vẫn là giấc mơ ấy. Đây là lần thứ hai rồi. Phải làm sao bây giờ? Này! Mày làm cái gì mà kêu ghê thế? Thì tao thấy mày kêu nên tao cũng kêu. Mày rảnh quá nhờ. Sao mày biết tao rảnh? À, lát tan học đi chơi nét với tao đi. Không, tao không rảnh. Không rảnh thì thôi, làm gì mà nặng lời với tao thế? Trông tao này thôi mà con tim tao nó yếu đuối lắm, nó mỏng manh lắm. Nó này, tao đã nói xong đâu? Tao đã nói là tao không rảnh, tao không có tâm trạng đi chơi. Sao mày cứ kiếm chuyện với tao thế? Hôm nay mày bị làm sao thế? Tự nhiên khó chịu. Có chuyện gì à? Tao không có chuyện gì hết. Thật không? Thật. Chắc không? Chắc. Are you sure? Mày bị làm sao đấy? Tao đã bảo là tao không làm sao. Tao không làm sao, tao rất bình thường. Thì mày... mày bình thường lắm. Không. 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 Lại là nó à? Đây là lần thứ ba rồi. Nó định giày vò mình đến khi nào nữa đây? Không lẽ nó định dự báo cho mình điều gì sắp xảy ra à? Người ta thường nói, nếu như mơ một giấc mơ 3 lần liên tiếp giống nhau thì đó là giấc mơ tiên tri, giấc mơ dự báo tương lai. Không lẽ... Thôi khổ lắm, muốn nói gì thì nói đi, cứ nhấp nhà nhấp nhớ mãi bực hết cả mình. Ô, sao mày đang chơi điện thoại mà biết tao định nói gì? Đúng là tao đang nhìn điện thoại, nhưng tao vẫn có khả năng nhìn qua phía mày, mày hiểu không? Ồ, thế tính ra bạn Quỳnh bị lác. Ý tao bảo là con Quỳnh nó vừa nhìn điện thoại, nó vừa nhìn được mày thì chả lác à nhỉ? Lác cái đầu mày á, ý là mắt tao đảo qua đảo lại, tao vẫn thấy được, mày hiểu chưa? Thì mày không nói rõ thì ai biết được. Thế còn con Vân, có chuyện gì mày nói đi xem nào. Tao có một chuyện, không biết nên nói hay là không nữa. Có gì thì nói luôn đi, tao ghét nhất khúc dạo đầu như thế đấy nhá. Nhưng mà đây là một câu chuyện vô cùng dài, dài ơi là dài, quá là dài luôn đấy. Thôi, mày nói thêm câu dài nữa là mày đừng hỏi tại sao tao nóng nhá. Đúng rồi đấy, coi như tao năn nỉ mày đấy. Đi hóng chuyện mà mày cứ như này, tao chắc chết. Thì... không có thì gì nữa. Tao đếm từ 1 đến 3 là mày phải kể luôn đấy. 1 2 3 Tao nghĩ ngày tận thế sắp diễn ra rồi. Bọn mày làm sao đấy? Nghe nói ngày tận thế sắp đến, bọn mày bị dọa không nói được lời nào à? Này, thời đại nào rồi, còn tin là có ngày tận thế. Sợ quá, sợ quá. Bọn nó nói đúng với Vân ạ. Mày nghĩ gì mà đi tin mấy cái chuyện vớ vẩn đấy? Mà ai nói với mày đấy? Bọn mày phải nghe tao nói, đấy là sự thật, không ai nói cho tao hết cả. Là nó báo mộng cho tao đấy. Hả? Báo mộng cho mày á? Mày nói thật chứ? Tao nói thật đấy. Tao mơ nhá, ngày tận thế sẽ diễn ra vào thứ 6 ngày 13 do một trận sóng thần gây ra. Mà trong lúc mơ nhá, tao có cảm giác nó lạ lắm, nó cứ chân thực kiểu gì ấy. Mà tao đã mơ giấc mơ đấy 3 lần rồi. Mà bọn mày cũng biết đấy, người ta hay nói với nhau về giấc mơ dự báo tương lai. Mà nếu mơ một giấc mơ có nội dung giống nhau 3 lần liên tiếp thì có khả năng là
giấc mơ tiên tri. Thế là giấc mơ đấy đang dự báo cho mày một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai. Đúng. Ôi giời ơi, trong phim mày đấy Vân ạ. Mày mơ đến ngày tận thế đấy là do mày xem cái phim khoa học viễn tưởng nhiều quá. Đáp đất đi, bớt tưởng tượng đi. Bọn mày không tin à? Làm gì mà có sóng thần được. Mày không nghe dự báo thời tiết à? Dạo này sóng yên biển lặng lắm, không có sóng thần được đâu. Làm gì cũng ngày tận thế chứ. Con này tính ra là có khiếu tấu hài phết đấy. Từ nãy giờ nó nói câu nào tao không cười đâu. Thưa quý vị khán giả thân mến, cơn bão Rai chiều nay đã đạt cấp siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17. Đặc điểm cho thấy đây là một cơn bão rất mạnh, đó là đĩa mây rất rộng đang bao phủ gần như toàn bộ khu vực miền Trung. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông, khu vực giữa biển Đông, mà với sức gió cấp 13, cấp 14 thì sức phá hoại cực kỳ lớn, gây sóng biển cực kỳ mạnh. Không phải vậy chứ. Toàn rồi bọn mày ơi. Hôm qua tao về tao nói cho bố tao biết về cái vụ tận thế á. Bố tao không tin tao, đã thế còn chửi tao một trận nữa. Tao có khác gì mày đâu. Đã thế mẹ tao còn khuyến mại cho tao thêm một đống bài tập để cho tao bớt mấy cái suy nghĩ tào lao đây này. Tao thì vừa bị chửi, vừa bị phạt quỳ. Bố tao thì đánh tao không trượt phát đào luôn. Không được. Gì đây? Nếu như ngày tận thế nó xảy ra thì chúng ta không thể làm ngơ như thế được. Chúng ta phải cảnh báo tất cả mọi người. Thứ 6 ngày 13 là ngày tận thế. Mấy đứa ơi, về bảo bố mẹ đi. Thứ 6 ngày 13 là ngày tận thế do sóng thần gây ra đấy. Ôi, một con người ơi, một người phải tin em. Ôi trời ơi, mấy đứa ơi, cười cái gì nữa. Đi về bảo bố mẹ đi, ngày tận thế đấy. Trời ơi. Tao thấy cách này của nó cũng hay đấy. Nhưng mà hơi giống điên một tí. Thôi, tao xin phép tìm cách khác. Tao cũng thế. Trời ơi, tao cũng không quen thằng này đâu. Đợi tao. 13 ngày tận thế chị ơi. Chị. Ui, mấy đứa này cười cái gì mà thế này. 6 ngày 13 là ngày tận thế này. Trời ơi mấy đứa ơi. Về bảo bố mẹ đi. Này, bọn mày lại có chuyện gì? Sao lần nào cũng thế? Bọn mày không xuất hiện được nhẹ nhàng hơn à? Sao? Làm gì mà hung dữ thế? Này, mày phải nghe bọn tao nói. Nhất định phải nghe bọn tao nói. Đúng vậy, nhất định phải nghe bọn tao nói. Phải nghe. Ừ, thì có ai dành nói với bọn mày đâu. Bọn mày nói đi. Được, nghe cho rõ đây. Bọn tao xin trịnh trọng thông báo cho mày biết một tin mật. Vào thứ 6 ngày 13 tuần này, tận thế sẽ diễn ra do sóng thần. Bọn mày đùa vui ghê á. Cái gì á? Tận thế à? Sao đùa mà không cười? Nhìn mặt bọn tao giống đùa không? Bọn mày nói thật đấy à? Đúng. Bọn mày xem phim viễn tưởng nhiều quá nên bị ảo à? Thôi, đừng có tào lao nữa. Bọn tao nói thật, mày phải tin bọn tao. Nhất định phải tin. Phải tin. Mày phải tin, mày phải tin. Tao tin. Tốt. Vậy bây giờ mày hãy đem thông tin này truyền cho những đứa khác đi. Sao vừa nãy mày nói là bảo mật cơ mà? Tao có nói thế à? Bây giờ sửa lại nhá. Mày hãy đem thông tin này nói cho rất nhiều người biết đi.
Phải nhớ. Ừ, tao nhớ mà. Được rồi, bọn mình tiếp tục đi kiếm đứa khác để nói về tin này thôi. Ok. Đúng là cái bọn điên. Rảnh hay sao á? Tận thế cái gì? Mình mà đi nói với những đứa khác tận thế đấy, kéo chúng nó chửi mình chết đấy. Còn đẹp chứ tao đâu có ngu. Ôi dồi ôi, mấy đứa phải tin anh. Từ sau ngày 3 là ngày tận thế đấy. Tin không? Không. Ê, tin đi. Trời ơi. Thầy học nhiều quá lên điên rồi sao nhỉ? Ê, anh đi rồi, anh ơi. Từ 6 ngày 3 là ngày tận thế, anh có nghe không? Anh nghe không? Ờ, nghe rồi, nghe rồi. Từ 6 ngày 3 là ngày tận thế rồi, sống tận, anh hiểu không? Anh hiểu không? Hiểu. Anh ơi, bây giờ anh hiểu không? Hiểu, từ 6 ngày 3 là... Hiểu không? Mẹ bảo bố mẹ đi. Sao từ sáng đến giờ, bọn mình đi báo tin cho mọi người mà chẳng ai tin lời bọn mình thế nhở? Đúng rồi đấy. Mọi người không tin tao nhá. Sáng nay còn ném nguyên rổ rau mà tao ấy. Thôi bọn mày ạ, mình không khuyên được người ta đâu. Mà cũng muộn rồi, ngày mai đã là thứ 6 ngày 13 rồi đấy. Có lẽ số trời đã định vậy rồi. Bọn mình đừng cưỡng cầu nữa. Đi về nhà chuẩn bị chờ đến ngày tận thế rồi. Ờ. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Mình phải thức, phải đợi sóng thần đến, còn biết đường mà ứng phó. Tận thế đâu? Thời tiết hôm nay còn đẹp hơn mọi ngày mà. Sao giờ này vẫn chưa có sóng thần? Ờ. Mà mày mang phao làm gì Vân? Tao mang phao đi. Ví dụ nhá, tao đi đến nửa đường, sóng thần có kéo đến ạ, thì tao còn có cái phao để nổi. Thế còn mày, mày mang phao đi làm gì? Thế mày nghĩ được thế, tao không nghĩ được thế à? Bọn tao cũng thế. Ờ. Nhưng mà quay trở lại chuyện chính, giấc mơ tiên tri của con Vân là hôm nay tận thế mà, sao bây giờ vẫn còn chưa đến? Tao nghĩ chắc chưa nó mới đến đấy. Ờ, cũng có lý. Thế bọn mình ngồi chờ đến đi. Ừ được. Ê, sóng quấn đi mà có phao này, bọn mình có 4 người đỡ phải chơi một mình. Mà tao chuẩn bị cái phao ở nhà cho bố tao rồi, không phải lo cho ông ấy nữa. Bọn tao cũng vậy. Ngồi đợi thôi. Này Vân này, sao 1 giờ trưa rồi mà tao vẫn chưa thấy gì thế? Mày bịp tao à? Có khi nào tận thế chiều mới đến không? Cũng có khả năng. Chờ tiếp. Năm giờ chiều rồi bọn mày ơi, chả thấy gì cả. Này, hay là tận thế đã tắc đường tối nó mới đến nhỉ? Thôi dẹp đi. Đợi cả ngày rồi có thấy cái gì đâu. Giấc mơ tiên tri cái nỗi gì. Alo cô hả? À dạ cô ạ. Cô bảo cái gì ạ? Bài kiểm tra của bọn em bị điểm kém, cô gửi hết về cho gia đình rồi ạ. Toang rồi chúng mày ơi. Chuyện gì đấy? Tao không biết là có tận thế không, nhưng mà chuẩn bị bọn mình về nhà là mỗi đứa ăn một trận đòn là tương đương với tận thế đấy.
Hả? Vụ gì? Bọn mình cứ lo tận thế tận thủng, không ôn toán. Bọn mày nhớ hôm trước kiểm tra không? Cô giáo vừa gọi cho tao, bảo là đứa nào cũng dưới 5. Cô còn tận tình căn dặn là các em chuẩn bị tinh thần đi. Hả? Ôi chết rồi, rồi. Mẹ tao mà biết thành tích học tập của tao tệ, đã thế lại bị cô giáo mắng nữa, chắc mẹ tao sẽ nổi cơn thịnh nộ mất. Mà mẹ tao nổi cơn thịnh nộ thì chúng mày biết rồi đấy, chắc tao chết mất. Chắc mày nghĩ bố tao hiền đấy. Ui, khả năng đây mới là ngày tận thế chúng mày ơi. Chết tao rồi. Tao không biết khi về nhà bố tao sẽ giải quyết tao như thế nào nữa. À, tao biết rồi. Giấc mơ báo hiệu cho tao thấy tận thế là do sóng thần gây ra. Tức là ngày hôm nay bọn mình bị bố mẹ chửi, bị bố mẹ mắng, coi như hôm nay là ngày tận thế, và nước mắt bọn mình sẽ tuôn trào như sóng thần. Ờ đúng. Vậy là giấc mơ dự báo tương lai chỉ đưa ra tình tiết gợi ý, chứ không phải mơ sao sự thật vậy à? Cũng có lý. Thế là chúng mình đang bị nhầm lẫn giữa giấc mơ dự báo và giấc mơ tiên tri à? Chắc là vậy rồi. Trời ơi, phe này thì ha, quá thật rồi. Bố ơi, bà chị ơi, bố. À, mẹ ơi. Cái bọn này nó bị điên hay gì ấy?